Đây, đây đất giá rẻ đây cô chú anh chị ơi. 22 công tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An nha. Thì đất mình là thuộc về của xã Tiên Bình. Đất trong đê bao 3 vụ luôn, đất rất là đẹp. Mặt tiền của nó tiếp giáp theo kinh nội đồng, đường nội đồng luôn. Không lệ thuộc ai nha. Mặt tiền 163 mét, đất rất là đẹp. Đường kéo lúa, đường nước, đường bơm hẳn hồi. Từ đây mình ra tới ngoài lộ nhựa lớn của chùa nổi thì tầm khoảng 1,5 km nha, và từ đây mình về tới trung tâm thị xã Kiến Tường thì khoảng 5 km đó cô chú anh chị. Thì lô đất mình đây thì chủ đã cầm ganh cầm trụ hẳn hồi hết luôn, không tranh chấp gì hết nha. Đó, đây cây trụ đó, cây trụ đó cô chú anh chị, ganh trụ hẳn hồi, chủ này rất là kỹ luôn. Thì tầm tầm khoảng là 10 mét đến 15 mét là một cây trụ nha, chạy dài vô. Mình về tới thành phố Tân An thì mất khoảng là 65 km nha. Thì cái lô đất này như cô chú anh chị mình có nhu cầu mình mua, mình cho thuê lại đi cũng ngon nữa. Thì đất trồng 3 vụ này giờ cho thuê thì một năm thì tầm khoảng là 30 triệu mẫu đó cô chú anh chị. Đất rất là tốt, rất là đẹp luôn, mặt tiền rất là lớn. Đây là cái đường bơm nước nha. Đường bơm nước thì tầm khoảng là hơn 2 mét. Đó, thì lỗ đất mình nó chạy dài lên tới kẹo trắng nữa cô chú anh chị. Mặt tiền 163 mét, rất là lớn luôn. Thì mình kéo lúa là mình kéo đường bên đây. Thì ngay đây đã lắp và đặt cái ống bọng rồi nha. Kinh này được được phép lắp nha. Thì ở đây người ta đã lắp sẵn rồi. Thì mình cắt lúa, mình cậu qua đây. Giờ mình đi ra. Từ đây mình ra tới ngoài kinh lớn ngoài kia khoảng 500 mét nha. Thì cái giá chủ bán ở đây là chỉ có 75 triệu một công thôi, tức là 750 mẫu nha. Thì mình cứ gặp ngay chính chủ mình thương lượng giá cả nha cô chú anh chị. Đất rất là rẻ luôn, lô đất rất là đẹp. Thì mình đất mình thì nằm trong cái diện mà đê bao 3 vụ nha. Trăm ngang ngàn dọc. Mỗi một lô á, ngang khoảng 100 đến 200 mét á, thì sẽ có một đường kinh và một đường kéo lúa đi ngang như vậy nè cô chú anh chị. Thì mọi thông tin chi tiết thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại là 0949 394 622 nha. À, đường thực tế luôn. Đường rất là bự nha. Máy cọ, máy cắt ra vô thoải mái, ba gác tới ruộng nha.